Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì em lại về được một số mặt hàng tháo máy công nghiệp, xin phép được chào bán cho nha. Hôm nay thì em có về thêm Mika anh em này. Ở đây em có Mika nhé. Có vài bộ bánh xe này. Đấy, có những cái tấm inox này cho anh em chế những cái mặt sàn này. Đó, đèn thì em có số lượng rất là nhiều cho anh em nhé. Ở bên này vẫn là những đồ linh kiện tháo máy, linh kiện nhỏ lẻ cho anh em về lắp ráp, chế cháo nhé. Kia góc, bản lề, trục, inox, át khởi các kiểu cho anh em, kè góc, chốt nhanh các kiểu anh em nhé. Có tấm lưới này, khay này, một vài cái quạt ion này, đó, một vài bộ motor giảm tốc cho anh em nhé. Rồi, anh em mua hàng thì có thể liên hệ em qua số điện thoại là 035 373 0000, hoặc anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ số nhà 28 đường Nguyễn Thanh Cần, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh để xem và kiểm tra hàng để trực tiếp anh em nhé. À, trước khi đi vào chi tiết từng sản phẩm thì anh em cho em xin một chút thời gian bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông thông báo nhé, để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà em đăng video. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiếp theo hôm nay em về được thêm vài bộ motor 90W giảm tốc này, có phanh anh em nhé. Mã Q1 có giá là 1.250.000 đồng một bộ này. Hàng meter của Made in Korea nhé, hãng Gojin Server nhé. Đấy, ở đây thì sử dụng điện một pha 220V này, công suất là 90W này. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt này, một bộ phanh này, một motor và một hộp số này. Cái quạt này thì nó đang không đấu điện vào nhé, vì họ không sử dụng lâu nên mà nó không nóng, vậy họ ở công ty họ sẽ không đấu điện vào. Đấy, có phanh điện 220V này, sử dụng điện 220V và hộp số giảm xuống 30 lần nhé. Đây, giảm xuống 30 lần, 9H30 đây. Đó, nó sẽ đi kèm là một cái hộp điều khiển này, meter này. Đấy, và một cái nút dừng khẩn cấp khi mà có sự cố nhé. Rồi, ở đây thì sẽ test qua cho anh em, đo trước kích thước cho anh em nhé. Đây, anh em đọc thôi, anh em đọc nhá. Ở đây thì có một con nó để sẵn rồi. Đấy. Rồi, tổng chiều dài toàn bộ sẽ là 32 cm nhé, và đường kính của motor nó là 9 cm nhé. Đấy. Ở đây thì có một cái trục bắt na, một cái trục của động cơ này, trục của nó là trục 15 mm anh em nhé. Ở đây thì em đang thít bằng một cái dây thít để có thể test cho anh em xem được. Đấy. Rồi, đây là một hộp điều khiển của nó. Anh em có thể nhìn nó qua nhé, hộp điều khiển và cái nút dừng khẩn cấp này. Ở đây thì em sẽ cắm điện sử dụng 220V nhé. Đấy, em đang cắm thì nó sẽ quay nha anh em, vặn nhỏ tốc này, vặn xuống là nó dừng nhé. Đây là nó chậm nhất này, tốc độ chậm nhất anh em có thể nhìn nó quay nhé. Đấy, tốc độ đây là tốc độ chậm nhất này, nó sẽ quay rất là từ từ này. Đây, và tốc độ nhanh nhất nó sẽ quay này. Đấy, đây là tốc độ nhanh nhất nhé. Đấy, và ví dụ này, nó đang quay như thế này nhé, mà anh em muốn cho nó dừng luôn, chưa đến tụ điện, ngắt điện thì anh em nhấn nút dừng khẩn cấp này. Đấy, nó sẽ dừng lại vì nó kích hoạt bộ phanh từ 220V nhé, thì nó sẽ dừng nhé. Xong anh em muốn sử dụng nó lại thì anh em lại vặn nó lên này, nó sẽ lại chạy tiếp này. Đó. Đó, rất là tiện và rất là công nghệ anh em nhé. Đấy, hàng tự động hóa thì nó rất là tiện như thế đấy. Rồi, mã Q1 có giá là 1.250.000 đồng một bộ như thế này. Tiếp theo, mã Q2 em có giá là 1.100.000 đồng này. Ở đây thì em có những bộ nguồn Meanwell của Đài Loan nhé, Meanwell của Đài Loan này. Điện đầu vào là 240V này, và điện đầu ra là 24V, công suất là 62,5A nhé, công suất rất là lớn này. Có hai quạt tản nhiệt để cho em nhé, công suất lớn nên mà quạt tản nhiệt kêu rất là to, anh em lưu ý nhé. Tổng chiều dài là 32 này, chiều rộng là 18 này, và độ dày ở đây là 6,5 cm này. Mã Q2 có giá là 1.100.000 đồng một cái nguồn như thế này. Rồi, tiếp theo ở đây là mã Q3 có giá là 205.000 đồng một bộ này.
Ở đây thì em cũng có những bộ motor giảm tốc của Hàn Quốc nhé, Made in Korea này. Hai motor sử dụng điện DC 24V này, DC 24V tốc độ quay 5.000 vòng trên phút. Nó cũng kiểu dáng như kiểu là động cơ 775 đây anh em nhé. Nhưng mà kích thước nó nhỏ hơn, đường kính của nó sẽ là 3,7 cm và tổng chiều dài là ở đây là 5,8 cm anh em nhé. Đấy. Nó không phải là động cơ 775 đâu, ở đây là một cái mã khác nhé. Đấy, mã động cơ khác vì nó có thêm hộp số nhé. Đấy, nó có thêm hộp số hàng của Hàn Quốc, GGM là cái hãng động cơ giảm tốc của Hàn Quốc rất là nổi tiếng nhé. Đấy. Ở bên trên thì nó thêm một cái cụm nhôm này, ở đây thì có một cái chốt này anh em có thể bật ra anh em rút ra này. Đấy. Ở đây thì có một cụm cố định và một cụm di chuyển nhé. Đấy. Cụm này thì được cố định ở cụm này thì là có thể tháo rời này. Anh em có thể lắp vào này. Lắp vào như thế này thì anh em nó vẫn tuột ra nhé. Đấy. Nhưng mà trong đây có một cái cơ cấu lò xo này. Khi anh em thò tay và anh em nhấn xuống này. Đấy, anh em nghe tiếng cái tách cái đúng không? Cái chốt này nó đã rơi xuống cái rãnh này, rơi xuống cái rãnh này. Đó thì là nó sẽ rất là chắc chắn nhá, nó không bị tuột ra nhá. Đấy. Ở đây thì anh em có thể chế những cái máy quấn dây. Đấy. Anh em nào hay làm sợi thì cái này có thể dùng máy quấn được nhé, tải rất là khỏe anh em nhé. Đấy, ở đây thì em có đấu sẵn một con để test cho anh em tốc độ quay của nó này. Đây, đây là tốc độ quay mặc định nhé, nó chỉ quay được như thế này thôi. Đấy, nó chỉ quay được như thế này rồi anh em nhé. Đấy, quay rất là chậm và rất là khỏe anh em nhé. Rồi, mã Q3 sẽ có giá là 250.000 đồng một cụm như thế này nhé. Một cụm như thế này, kích thước này. Kích thước chiều dài của nó sẽ là 18 cm này. Đường kính của cái vòng tròn này nó rơi vào khoảng là 8,5 cm nhé. 8,5 cm. Đây là kích thước phủ bì cho anh em. Mã Q3 có giá là 250.000 đồng một cụm như thế này này. Rồi, tiếp theo ở đây là mã Q4 có giá là 110.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con quạt Futech của Đài Loan nhé. Điện sử dụng là 220V và công suất là 17W. Đấy. Quạt này thì có lưới thép này, lưới nhựa này và mặt hướng gió này. Đấy. Anh em đấu nguồn 220V vào hai cái chốt ở đây, hai cái này ở đây là nó sử dụng anh em nhé. Và quạt có kích thước là 12 x 12 và độ dày là 4 cm, không tính những cái cover bên ngoài nhé. Mã Q4 110.000 đồng một cái này. Tiếp theo mã Q5. Mã Q5 sẽ có giá là 350.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con nguồn của Phisonic nhé, nguồn tổ ong. Điện đầu vào là 100 đến 240V, điện đầu ra là 24V, công suất là 13A. Đấy, công suất lớn nên mà quạt kêu to anh em nhé. Tổng chiều dài ở đây là 21 này, rộng là 10 và độ dày là 5 cm. Nó có thể hơn 1 đến 2 mm anh em nhé. Em đọc cho nó tròn cho nó dễ nhé. Mã Q5 350.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã Q6 sẽ có giá là 340.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con nguồn 48V 7,3A. 48V 7,3A anh em nhé, 340.000 đồng một cái này. Nguồn Manuel của Đài Loan, sản xuất tại Trung Quốc anh em nhé. Điện đầu vào là 100 hoặc là 240V, điện đầu ra là 48V, công suất là 7,3A. Đấy. Kích thước chiều dài của nó là 21,5 này, rộng là 11,5 và độ dày là 3 cm nhé. Mã Q6 có giá là 340.000 đồng một cái nhé. Rồi, tiếp theo mã Q7 có giá là 350.000 đồng một cái motor giảm tốc này. Motor giảm tốc có hộp số nhé, motor giảm tốc của Hàn Quốc Made in Korea này. Ở đây thì nó sử dụng điện DC 12V anh em nhé, sử dụng DC 12V và công suất kéo của nó lên được khoảng 90kg nhé. Đấy, cái bánh răng này nó kéo lên được 90kg cho anh em nhé. Đấy. Ở đây tổng chiều dài của nó sẽ là 21cm, đây là kích thước phụ bì nhé. Đấy, đường kính motor là 6cm này. Và đây có một cái bát gắn cái động cơ cố định này. Nó sẽ là 11,7 cm nhé. Có giá là 350.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì nó có đã có bánh răng sẵn, anh em về chỉ việc chế cái xích vào.
làm quay vịt rất là tiện này. Đây ở đây thì đã có những cái lỗ bắt ốc rồi. Đấy, rất là tiện, điện 12V anh em cũng có thể quay nhá. Anh em chỉ cần một con ắc quy đi quay vịt thôi, không cần dây nhợ loằng ngoằng. Đấy, mà Q7 có giá là 350.000 đồng một cái này. Tiếp theo mã Q8 có giá là 160.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con nguồn con quạt blower. Đấy, quạt blower hàng này thì nằm trong kho rất là lâu rồi nên mà bụi bẩn rất là nhiều nhé. Về anh em phải vệ sinh sạch sẽ lại. Đấy. Đây, hàng có lâu nên mà nó nằm nó bị tróc những cái tem như thế này này. Đấy, anh em lưu ý nhá, hàng không dây nguồn. Chỉ có như thế này thôi, hàng bao sống cho anh em nhé. Tổng chiều dài ở đây là 17,5 này. Rộng là 10 và độ dày là 7 cm nhé. Đấy. Mã Q8 có giá là 160.000 đồng một cái nhé. 160.000 đồng một cái, hàng không có dây nguồn anh em nhé. Không có dây nguồn, em có thể hỗ trợ mua dây nguồn cho anh em. Đấy, mã con quạt này sử dụng điện là AC 220V anh em nhé. 160.000 đồng một cái anh em nhé. Tiếp theo mã Q9 sẽ có giá là 360.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái chân nhôm như này. Đấy, chân nhôm như này. Kích thước phụ bì của nó là 30 x với 25,8 cm nhé. Đấy, và bề rộng ở đây là 11,3 cm. Đấy, cái tấm nhôm bên trên nó sẽ dày là 2 cm anh em nhé. Còn dưới đây là chân nhôm. Chân nhôm định hình kích thước 6x6 nhé. Mã Q9 có giá là 360.000 đồng một cụm này. Tiếp theo mã Q10 có giá là 90.000 đồng một cái nha. Đây thì em lại về được hai cái khay bằng inox này. Có cái tay cầm ở đây nhé. Kích thước chiều dài ở đây là 33 cm tính phần khay, còn cả tay cầm là 38 cm nhé. Chiều rộng là 12,3 và bo lên ở đây là 1,5 cm, nó sẽ cầm như thế này. Đấy, khay như thế này. Mã Q10 có giá là 90.000 đồng một cái nha, chỉ có hai cái thôi. Rồi, tiếp theo mã Q11 có giá là 260.000 đồng một bộ nhé. Ở đây thì em có một bộ bàn dập. Bộ bàn dập em có cả hai vị trí tay dập này. Anh em sẽ dập lên dập xuống nhé. Đấy, kích thước chiều dài của nó này. Chiều dài của nó là 26 này. Chiều rộng ở đây là 24 này. Và chiều cao toàn bộ của nó là khoảng 33 cm nhé. 33 cm. Hai cái bàn này thì là dập mà gọi là cái gì nhỉ, dập tách biệt nhé, không trùng với nhau anh em nhé. Mã Q11 sẽ có giá là 260.000 đồng cụm này nhé, một hộp này nhé. Tiếp theo mã Q12 thì có giá là 60.000 đồng một tấm này. Ở đây thì em có những cái tấm lưới inox có chiều dài là 38 này và rộng là 17 cm nhé. Đấy. Ở trên thân thì có những cái lỗ đã được khoan sẵn để cho anh em có thể bắt ốc này. Đấy, mã Q12 có giá là 60.000 đồng một cái này. Đấy, hàng inox mỏng nên mà nó có thể móp méo lại một chút khi vận chuyển anh em nhé. Tiếp theo mã Q13 có giá là 500.000 đồng một chân này. Đấy, em lại vẫn về tiếp những cái chân có chiều cao là 40 cm này. Đấy, bên dưới có đường kính là 14,5 này. Và bên trên này thì sẽ có đường kính là 13 cm nhé. 13 cm. Đấy, một cái như này sẽ có giá là 500.000 đồng. Mã Q13 cho anh em nhé. Q13 có giá là 500.000 đồng một cái nhé. Đấy. Tiếp theo cho anh em mã Q14 này. Mã Q14 sẽ có giá là 50.000 đồng một cụm này. Ở đây cụm này sẽ gồm một cái bánh răng nhựa này, một cái trục inox 316 này. Đây thì gồm hai cái bạc đạn bên trong này. Đấy, một cái đế bằng nhựa nhá. Đấy, hàng này thì sử dụng trong nước ở cho cái máy nước nhá, rất là tiện anh em nhá. Đấy. Ở đây thì tổng chiều dài toàn bộ của nó là 14,5 này, đường kính bánh răng là 5 cm này. Đường kính trục là 1,5 cm, là 15 mm anh em nhé. Ở bên trong này sẽ có hai cái bạc đạn này.
Bạc đạn này thì làm bằng nhựa hoặc là bằng sứ nhá, nó ra đùm lắm anh em nhá. Đấy, mã Q14 50.000 đồng một cái này thôi. Tiếp theo ở đây em có mã Q15. Q15 có giá là 120.000 đồng hai cái, 120.000 đồng hai cái ke anh bằng inox như thế này này. À, bề rộng của nó sẽ là 12. À, một chiều của nó là 9 và chiều này cũng là 9 nhé. Hai mặt này là 9 x 9 và bề rộng này là 12 cm nhé. Đấy. Mã Q15 có giá là 120.000 đồng hai cái ke góc này. Đây của em có hai cái nhé. Tiếp theo mã Q16 có giá là 160.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái bộ chân và có kết nối ra những cái trục như thế này. Chân bằng nhôm nhá và trục bằng inox anh em nhá. Đấy. Mã Q16 160.000 đồng một cái chân như thế này. Tiếp theo mã Q17 có giá là 120.000 đồng một cái ke bằng inox như thế này. Ke bằng inox này, inox nó dày 1 cm anh em nhá. Đấy. Đo bằng thước kẹp cho anh em nhé. Đây, dày 1 cm. Đấy, ghê gớm luôn. Bề rộng là 6 cm này. Đấy, chiều dài ở đây là 22 này. Và chiều chữ L này là 8 cm này. Những cái ke này thì anh em bắt thì thôi rồi, bền vô đối và cực chắc chắn nhé. Inox đã là inox cứng rồi, lại còn là dày 1 cm nữa. Đấy, mã Q17 120.000 đồng một chân nhé, một cái ke chữ L này. Tiếp theo mã Q18 có giá là 150.000 đồng 11 cái ke góc nhôm như thế này. 11 cái ke góc nhôm được cắt khuyết một nửa phần lưng như thế này nhé. Đấy, dài nó, rộng của nó sẽ là 9 này. Chiều này là 5 và chiều này là 4,3 cm nhé. 11 cái có giá là 150.000 đồng nhé, mã Q18 nhé. Tiếp theo mã Q19 có giá là 50.000 đồng 12 cái miếng nhôm, nhôm kê chân máy, kê thiết bị như thế này nhé. Kích thước là 5 cm này, rộng là 2,3 này và độ dày là 8 mm nhé. Mã Q19 có giá là 50.000 đồng 12 cái. Tiếp theo mã Q20 có giá là 190.000 đồng. Em có một cái miếng ke bằng inox như thế này, rất là dày này. Bản này là bản 10, rộng 10 cm này. Chiều dài là 29 cm này. Đây, họ cắt rất là chuẩn nhé, chuẩn đét luôn anh em nhé. Đấy, phần đế đít này là 6 cm này, 6 cm này. Và độ dày là 5 mm. Đấy, độ dày là 5. Anh em mà đợi một chút, phải là 6 chứ không phải là 5. 5,5 mm nhé, có nghĩa là rất là dày. Đấy, ở đây được hàn rất là đẹp này. Đây, họ hàn bằng laser hay sao họ hàn như thế này thì khá là đẹp anh em nhé. Đấy, mã Q20 có giá 190.000 đồng, mà em chỉ có một cái này thôi nhé. Tiếp theo mã Q21 có giá là 120.000 đồng hai cái này, cũng là ke góc chữ L thôi. Ke góc này nhưng mà nó có thêm một cái đế này đính vào rất chắc chắn nhé. Inox này dày cũng là 6 mm anh em nhé. Đấy, bản này sẽ là 5,5 này, chiều này là 9,5 và chiều này là 5,5 cm. Đấy, mã Q21 120.000 đồng hai cái, anh em cũng chỉ có hai cái thôi. Rồi, tiếp theo mã Q22 cũng là những cái ke bằng inox. Đấy, ke kiểu như thế này. Đấy, 120.000 đồng một cái nhé. Bản này nó rộng 7 cm nhé, 7 cm. Chiều này dài là 17,5 và chiều này là 7,5 cm nhé, 7,5 cm. Đấy, mã Q22 120.000 đồng một cái nhé. Rồi, tiếp theo mã Q23 có giá là 100.000 đồng 30 cái ke nhôm, cho thành nhôm định hình kích thước 4 x 4 nhé. 30 cái ke nhôm cho thành nhôm định hình kích thước nhân 4, giá là 100.000 đồng 30 cái nhé. Rồi, tiếp theo mã Q24 có giá là 30.000 đồng một cái ke
như này, nó vẫn là dạng ke góc thôi. Đấy. Dài là 28,5 nhá, chiều này là 4 và chiều này là 1,5 này. Đấy. Nó cũng có những cái lỗ bắt vít bên trên cho anh em có đã được taro sẵn gen rồi, anh em về chỉ việc dùng vít vặn vào thôi nhá. Mã Q24 30.000 đồng một miếng nhá. Và tiếp theo mã Q25 có giá là 10.000 đồng một cái chốt nhanh. Em có những cái chốt nhanh nhá. Chốt nhanh thì ở đây có cái đường kính chốt của nó là 5mm này, và đường kính gen ở đây là 1cm này. Đường kính gen 1cm, có một cái ốc vặn đây nhá. Anh em muốn chốt này, anh em đây này, anh em vặn lên như thế này thì là nó mắc cái chốt này, anh em vặn vào cái rãnh này nó tự bật vào này, có lò xo mà. Đấy, nó tự bật vào cái tách kia nhá. Là cái này nó đùn ra thì là nó sẽ chốt nhanh lại được. Tổng chiều dài của nó là 5cm nhá. 5cm đấy. Mã Q25 10.000 đồng một cái anh em nhé. Tiếp theo mã Q26 có giá là 20.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái đai ôm. Đai này là đai ôm trục để cho tránh trục trượt qua cái vị trí cần ôm nhé. Đấy, nó bằng bằng nhôm. Đường kính bên ngoài là 5,5 và đường kính bên trong là 3cm nhé. Cho anh em ôm những cái trục to 3cm. Độ dày của nó là 1,5cm, mã Q26 20.000 đồng một cái nhé. Rồi tiếp theo mã Q27 có giá là 150.000 đồng, 5 cái chân như thế này. Ở đây thì em có những cái chân bắt ở đây này. Và ở đây thì anh em có thể gắn thiết bị lên nhé, hoặc anh em có thể gắn ở đây và bắt chân ở đây nhé. Ở đây thì có 3 cái này thì kích thước nó nhỏ hơn một chút này. Đấy. Và hai cái này thì nó dài hơn thôi, nó chỉ có dài hơn khoảng một chút thôi. Đấy, đấy. 5 cái có giá là 150.000 đồng mã Q27 nhá. Rồi tiếp theo mã Q28 có giá là 150.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con lọc nguồn Cosel của Nhật Bản nhá. Lọc nguồn Cosel của Nhật Bản sử dụng điện AC 250V. Công suất là 6A anh em nhé, hai tầng lọc, mã Q28 150.000 đồng một cái cho anh em nhé. Tiếp theo mã Q29 có giá là 360.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con lọc nguồn của Hàn Quốc Made in Korea này, sử dụng điện 1 pha 250V, công suất là 40A nhé, 40A, mã Q29 có giá là 360.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã Q30 có giá là 150.000 đồng một cái. Ở đây thì em có những con át chống giật 10A. Át chống giật 10A của MEC Hàn Quốc nhé. Đấy. 10A 3 pha anh em nhé. Át chống giật 10A 3 pha. Có giá là 150.000 đồng một cái nhé. Q30 anh em nhé. Tiếp theo mã Q31 có giá là 60.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có những con át chống giật của Nhật Bản này. Hàng này là hàng bãi Nhật nhé. Hàng bãi Nhật. Át thì bán cho anh em có kèm thêm một cái hộp nổi như thế này này. Hộp điện nổi nhé. Át này thì là công suất là 30A. Và dòng rò là 15mA. Át dòng rò 15mA thì nó rất là nhạy nhé. Hàng này là hàng của Nhật anh em nhé, hàng bãi Nhật thì nó về nó có va đập thì nó sẽ có những cái chỗ vị trí sứt như thế này này. Đấy, nó bị sứt như thế này. Chắc chắn là sẽ có nhé, không còn nào không bị cả. Và anh em lưu ý giúp em nhé. Những con chống giật của Nhật Bản này, ở bên trên nó ghi là AC 100 đến 200V. Có nghĩa là nó chỉ sử dụng được điện là 100 đến 200V thôi. Đây. Đó. Anh em lưu ý nhé. 100 đến 200V. Đấy. Thế nên mà khi mà anh em sử dụng cái điện 220V ấy thì nó là đang là quá cái dòng quá cái điện sử dụng rồi. Ví dụ là 220V thì nó đang quá là 10%. Đấy. Nhưng mà nhà anh em nào mà ở gần những cái cột hoặc là những cái biến áp hạ thế, nó sẽ lên đến 240V thì khi đấy là nó sẽ quá tới 20% rồi.
Đấy, nó quá sức đến 20% vôn chịu đựng của nó thì nó sẽ có vấn đề, nhiều khi là nó sẽ nhanh hỏng hơn so với những nguồn áp bình thường nhé. Nó sẽ nhanh hỏng hơn so với những nguồn áp bình thường nên anh em lưu ý nhé. Thỉnh thoảng sử dụng phải nhấn cái nút test trong giò này. Đấy. Rồi, em bán cho anh em với giá là 60.000 đồng một cái kèm cả cái hộp nổi này. Đó, mã Q31 anh em nhé, áp chống giật của nội địa ở Nhật, 30A trong giò 15mA. Mã Q31 60.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã Q32 có giá là 70.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con ATLS10A 220V nhé. ATLS10A 220V. Đấy. Q32 có giá là 70.000 đồng một cái. Con áp này là áp thường rồi nhé, áp tháo tủ thôi. Tiếp theo em có mã Q33 có giá là 130.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những con áp chống giật của Schneider nhé, áp chống giật của Schneider, công suất là 32A, chống giật đó. Mã Q33 130.000 đồng một cái này anh em nhé. Tiếp theo mã Q34 có giá là 220.000 đồng hai cái này. Ở đây thì em có một cái này và một cái dưới nhé. Hai cái con khởi động từ của LS này. Sử dụng điện 1 pha hoặc là 3 pha đều được nhé. Công suất là 11A rồi 9A nhé. Có nghĩa là khi sử dụng điện 220V thì nó tải được là 11A và 440V thì là 9A anh em nhé. Đấy. Giá là 220.000 đồng hai, xin lỗi anh em, 200.000 đồng hai cái khởi động từ này. Ở tiếp theo ở đây mã Q35 có giá là 70.000 đồng 6 cái này. 70.000 đồng 6 cái. Ở đây thì em có những cái tay nắm cửa này. Tay nắm cửa bằng inox anh em nhé. Tổng chiều dài là 13. Tổng chiều dài là 13,5 này. Rộng là 8,5 cm nhé. Đấy. Hàng tháo máy hàng ngày thì nó có sẽ những cái móp méo như này này, nên mà bán thanh lý giá rất là rẻ cho anh em nhé. Cho anh em về chế những cái tay nắm cửa ngoài trời. Đấy, rất là tiện. Vì nó là inox, nó rất là ít bị hàn dỉ nhá. Đấy. Đấy, có cái bị móp méo này. Có cái thì nó hơi bị bong ra một chút này. Đấy. Có cái thì bị xước này. Đấy. Giá là 70.000 đồng 6 cái rồi nhé. Mã Q35 70.000 đồng 6 cái nhé. Ở tiếp theo mã Q36 có giá là 60.000 đồng một cục này. Ở đây thì em có những cái cục nối như này. Cục nối như này. Ở đầu này thì có thể lắc được nhé. Đấy, tổng chiều cao ở đây là 11cm nhé. Mặt đế kích thước là 6 x 6cm này. Và bên trên đường kính là 5cm nhé. Mã Q36 60.000 đồng một cái nhé. Ở đây thì em có một cái đế tròn và một cái đế vuông. Tiếp theo mã Q37 có giá 50.000 đồng 5 cái này. Ở đây thì em có những 5 cái đai ôm bằng nhôm như thế này. 5 cái đai ôm bằng nhôm như thế này. Mã Q37 50.000 đồng 5 cái nhé. Tiếp theo mã Q38 có giá là 90.000 đồng một cụm như thế này. Ở đây thì em có những cụm con lăn như thế này này. Đấy. Đấy, cụm này thì ống bằng inox toàn bộ và đế bên ngoài cũng inox nhá. Căn bản là nó không có bạc đạn nên mà nó không lăn mượt. Đấy. Tổng chiều dài của nó sẽ là 14,5cm này. Rộng là 12cm nhé. Và độ dày ở đây là 2,5cm. Mã Q38 90.000 đồng một cái này. Tiếp theo mã Q39 có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng 4 cái chân. 4 cái chân inox nhá anh em nhá. Cái này là bằng inox hai cái này. Trụ inox nhá. Đấy. Tổng chiều dài ở đây là 13,8cm này. Đấy, phần gen ở đây là 8mm nhá. Và phần trụ đường kính là 2cm cho anh em. Hai cái này thì anh em sẽ ghép lại với nhau nhá. Đấy. Mã Q39 100.000 đồng 4 cái nhá. Tiếp theo mã Q40 thì có giá là 100.000 đồng hai cái này. Ở đây thì em có những cái bản lề gập góc vuông này. Bản lề gập góc vuông anh em nhấn vào đây này thì nó mới mở ra được.
Đấy, gập nó chỉ gập được vuông góc như thế này nhé, gập góc vuông cho anh em chế những cái mặt bàn gập vuông nhé. Đấy, rất là tiện này. Giá là 100.000 đồng hai cái, mã Q40 nhé. Q40 100.000 đồng hai cái, làm bằng inox anh em nhé. Tiếp theo ở đây em có mã Q41 có giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng. Ở đây có rất là nhiều cái ke bé bé như này nhé. Đấy, ke bé bé như này có giá 50.000 đồng, mã Q41. Ở đây rất là nhiều, mười mấy hai chục cái nhé. Tiếp theo mã Q42 có giá là 20.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái ke bằng inox nhé. Bề rộng là 5 này, chiều này là 6, chiều này cũng là chiều này là 6,5 cơ. Đấy, độ dày của nó sẽ là 3 mm nhé, 2, độ dày của nó sẽ là 2,8 cm, có nghĩa là 3 mm. Đấy, 2,8 mm nhé. Nhiều khi đọc nó hơi líu lưỡi một chút vì nói hơi nhiều anh em nhé. Mã Q42 20.000 đồng một cái ke chữ L như thế này. Tiếp theo mã Q43 có giá là 100.000 bảy cái đai ôm bằng inox như thế này này. Đai ôm bằng inox như này nhá. Đấy, cái khoảng ôm bên trong nó sẽ là 3 cm nhá. Đấy. Dài ở đây nó sẽ là 11 cm này. Mã Q43 100.000 đồng bảy cái, ở đây có bảy cái này. Đấy. Tiếp theo mã Q44 sẽ có giá 180.000 đồng bốn cái ke góc inox như thế này. Bốn cái như thế này. Có giá là 180.000 đồng bốn cái, mã Q44 nhá. Dày 3 với 4 mm nhé, 34 mm đây, toàn bộ chiều dày, dày inox rất là dày. Mã Q44 180.000 đồng bốn cái như thế này. Đấy, cái ngắn nhất nó sẽ dài là 12,5 và cái dài nhất dài là 16 cm đây nhé. Mã Q44 180.000 đồng bốn cái nhé. Tiếp theo mã Q45 sẽ có giá là 100.000 đồng. 100.000 đồng 9 cái, 100.000 đồng 9 cái ke nhôm vô thanh nhôm định hình kích thước 4x4 nhá. 100.000 đồng 9 cái ke nhôm loại to nhá, 4x4 và chiều dài của nó khoảng là gần 8 cm, 7,8 nhá. Đó, mã Q45 có giá 100.000 đồng 9 cái cho anh em nhé. Tiếp theo mã Q46 có giá là 60.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái chốt bằng inox nhé, chốt cửa bằng inox, toàn bộ bằng inox anh em nhé. Dài là 9, rộng là 4 và độ dày ở đây là 1 nhé. Dày nó gọi là cái trục đấy, nó có lò xo tự động bật nha anh em, không có gạt xuống nhé. Đấy, mã Q46 60.000 đồng một cái nhé. Tiếp theo mã Q47 có giá là 90.000 đồng một thanh này. Ở đây thì em có những thanh trục bằng inox dài 51,7 cm nhé, dài 51,7 cm, đường kính là 2 cm nhé, và hai đầu có ta rô sẵn gen cho anh em nhé. Mã Q47 90.000 đồng một chục nhé. Rồi, tiếp theo mã Q48 sẽ có giá là 220.000 đồng một cặp ray trượt bằng inox này. Hàng ray trượt inox tháo trong tủ sấy anh em nhé, tháo trong tủ sấy. Tổng chiều dài ray của nó sẽ là 55,8 cm nhé. Chiều rộng của nó là 3,5 và độ dày là 2 cm anh em nhé. Đấy, mã Q48 220.000 đồng một cặp nhé. Cặp này anh em lưu ý nhé, cái thanh bên dưới nó sẽ dài hơn thanh bên trên này. Đây, nó dài hơn một đoạn khoảng thanh bên dưới dài hơn thanh bên trên dài khoảng 10,5 cm nhé. Úi. Đấy, một đầu thì nó được đút vào thế nên mà nó có thể tháo rời ra anh em nhé. Anh em có thể tháo rời ra ngược lại và đẩy ngược lại này. Đẩy vào ngược lại cái là nó sẽ là đấy, nó sẽ là trượt được vào ngược, đi chiều ngược lại và khóa luôn. Nó sẽ khóa luôn lại, không có thể tuột ra được nữa. Đấy, mã Q48 có giá là 220.000 đồng một cặp cho anh em. Tất cả bằng inox anh em nhé, trừ những cái vòng bi bạc đạn nên nó sẽ là làm bằng thép nhé. Rồi, tiếp theo là những con đèn và nguồn 12V. Đấy.
Đèn thì có sẵn nguồn anh em nhé, có nghĩa là đi theo nguồn, anh em về những việc cắm và sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì em có đo qua cái trước luôn cho em, anh em cắm điện trước rồi. Chiều dài của nó sẽ là 53 này, chiều rộng là 37,5 này. Đấy, phần đèn bên trong là 50 nhân với là 34,7 nhá. Đấy, độ dày đèn bên ngoài nó là khoảng 6 cm nhé. Đấy, cắm điện thì 4 quạt ở đường sau này, có 4 quạt tản nhiệt đường sau này, nó sẽ quay luôn nhé. Ở đây thì có một cái màn hình LED để hiển thị phần trăm độ sáng nha anh em, bật công tắc thì nó sẽ hiển thị lên này. Ở đây thì thêm có một dãy nút này, anh em nhấn vào để bật đèn này, và có nút tăng giảm độ sáng nhé. Đây là em đang giảm độ sáng xuống hết cỡ này và tăng dần dần lên cho anh em nhé. Ở đây thì có cái phần trăm độ sáng nhé, anh em nhấn dí này nó sẽ tăng lên này, đây số nó sẽ tăng này. Ở đây thì em sẽ tăng tối đa luôn độ sáng cho anh em là nó lên đến khoảng 200% luôn, 200% độ sáng nhé, hay gọi là cực sáng cho anh em. Đấy, rất là sáng này. Đấy. Rồi, ở đây thì em có cả đèn và nguồn đầy đủ cho anh em nhé. Đèn và nguồn đầy đủ bên em có giá là 600.000 đồng một cái cho anh em nhé, 600.000 đồng một cái nhé. Rồi, tiếp theo ở đây em có mã Q49 có giá là 190.000 đồng một cái này. Ở đây thì em có những cái tấm mặt nhôm. Mặt nhôm để cho anh em có thể chế những cái mặt cái mặt sàn của những cái thanh cái tủ nhôm đấy. Anh em ví dụ làm tủ tầng này, anh em làm cái mặt nhôm mặt inox như này. Đây là inox, xin lỗi nha. Mặt inox nhá. Mình chưa quen là gọi là nhôm. Đấy là cái mặt này thì anh em có thể để đồ bên trên này. Đấy, rất là bền cho anh em nhé. Đấy, nó là inox, nó được dập này, nó được dập cong như này, rất là chắc chắn nhé. Dập này rất là chắc chắn, inox dày 1 mm anh em nhé, inox dày 1 mm. Rồi, ở đây thì tổng chiều dài của nó sẽ là 67 cm này, và chiều rộng nó khoảng là 27 cm. Đấy, nó sẽ bo lên như này là 2 cm nhé, nó bo cái rãnh 2 cm như này thì anh em có thể gắn được vào những thanh nhôm định hình kích thước 3x3 nhé. Anh em chỉ việc bắt con ốc ngược vào, rất là tiện cho anh em, những anh em nào mà hay làm những cái giá để đồ giá tầng từ thấp lên cao như này, rất là tiện anh em nhé. Đó, mã Q49 190.000 đồng một miếng như này. Anh em lưu ý nhé, hàng tháo máy thì chắc chắn là có những cái chỗ mà móp méo và xước sát này, đây móp xuống này, lũm xuống này. Đấy, những cái con này thì nó có một cái quẹt, một số cái vận đường quẹt ở bên trên, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì nhé. Nó tại vì lâu ngày nó in máy chạy thì nó có cái có nghĩa là cái này nó sẽ bo ở bên cái đường đẩy khay hoặc là đẩy cái gì vào thì nó sẽ có cái vết như thế này. Lâu ngày nhá. Đấy, nó làm bằng inox nên rất là bền cho anh em. Hàng tháo máy có móp méo và xước sát một chút nhưng mà hình dáng nó vẫn là còn đẹp anh em nhé. Mã Q49 190.000 đồng miếng này nhé. Rồi, tiếp theo mã Q50 cũng có giá là 190.000 đồng này. Con này thì nó bóng hơn. Đấy. Chiều dài của nó sẽ là 53 cm này. Chiều rộng là 27,5 cm và nó bo lên là 2,5 cm nhé. Độ dày inox cũng là 1,5. Ở giữa thì nó được hàn hai thanh như thế này để gia cố nhé. Đấy, anh em vẫn là đèn để những cái mặt khay như thế này thôi. Anh em để đồ như bên trên thôi, rất là tiện thôi. Đó, mã Q50 có giá là 190.000 đồng, hoặc anh em có thể để ngửa ra. Ở đây thì nó cũng chia ra 3 khu vực có thể để đồ. Đấy, rất là tiện nhé. Hàng sáng bóng, mã Q50 190.000 đồng hôm nay nhé. Tiếp theo mã Q51 có giá là 450.000 đồng một cái nhé. Ở đây có tổng chiều dài đặc chiều cao là 52,5 cm này. Đấy, em chỉ đo như thế cho anh em thôi, chiều dài nhé. Và ở đây có một cái đế bằng inox nhé, có 4 lỗ bắt xuống dưới này. Ở đây này, ở đây thì có một cái mặt để nó bắt ra màn hình máy vi tính nhé. Có một cái mặt này bắt màn hình máy vi tính anh em nhé. Đấy, ở đây thì có một cái vặn để điều chỉnh độ lên xuống này, điều chỉnh lên xuống như này này. Đấy, nó được làm bằng inox.
được làm bằng inox mã Q51, 450.000 đồng một cái nhá. 450.000 đồng cái này. À xin lỗi nha, em chỉ có một cái duy nhất nhá. Em chỉ có một cái mã Q51 này thôi. Rồi tiếp theo mã Q52 chỉ có giá là 180.000 đồng này. Ở đây thì em có một cái khay bằng inox như này, có hai ngăn nhá. Dài ở đây là 33 này, rộng 10 và sâu là 12 cm nhé. Đấy, mã Q52 180.000 đồng cái này. Tiếp theo mã Q53 có giá là 130.000 đồng. Ở đây thì là cũng những cái mặt hay bằng inox như thế này thôi. Anh em có thể chế cháo thành những cái mặt là để đồ. Đấy, rất là bền cho anh em. Dài là 37 này, rộng nó là 27 cm và bo lên là 2,5 cm nhé. Inox cũng dày là 1,5. Anh em lưu ý hàng tháo máy thì nó sẽ có những vấn đề là xước sát đấy anh em nhé. Đấy, mà Q53 có giá là 130.000 đồng một cái nhé. Inox 304 anh em nhé. Anh em lưu ý nhé, inox bên em 304 rất là chắc chắn nhé. Rồi tiếp theo ở đây thì em về được một bộ Foodmaster. Đấy, Q54 420.000 đồng nhé. Hàng hôm nay về hơi xấu một chút nhé, bị xước xước như thế này này. Đấy, bánh nào cũng bị xước xước như thế này nhé. Đấy. À, có hôm thì sẽ về được hàng đẹp và có hôm sẽ về được hàng xấu, anh em thông cảm nhé. Đấy. Tổng chiều cao bánh toàn bộ nhé, từ mặt trên đến mặt dưới cùng nó sẽ là 10 cm nhé. Đấy, đường kính bánh xe nó sẽ là 6 cm và bề rộng bánh xe nó sẽ là 2,8 cm nhé. À, mặt bích có kích thước là 9 x 9 cm nhé. Đấy, mã Q54 420.000 đồng một bộ 4 bánh nhé. Hàng Foodmaster nhé, có chân tăng chỉnh ở đây. Tiếp theo mã Q55 có giá là 320.000 đồng một bộ 4 bánh Q300 Q Master này. Hàng của Hàn tháo máy của Hàn Quốc hết anh em nhé. Tổng chiều cao bánh ở đây là khoảng 8 cm nhé. Đường kính bánh ở đây là 5 và bề rộng bánh ở đây là 2,3 cm nhé. Đấy, mặt bích bên trên là mặt lục giác nhé. Đã có kích thước là 4 x 4 x 4 nhé. Đấy. Mã Q55 320.000 đồng một bộ 4 bánh cho nhé. Tiếp theo mã Q56 có giá là 120.000 đồng một thanh nhôm được anốt màu đen, có kích thước là 52,5 cm nhé. Rộng là 5,5 cm và độ dày là 1,5 cm nhé. Ở trên thanh nó có khắc luôn một cái số chữ này, Lucy Single BA cái gì này. Đó. Rồi, mã Q56 có giá là 120.000 đồng một thanh nhá. Ở cái thanh này thì lại khắc chữ khác anh em nhá. Đấy, mỗi thanh nó khắc mỗi chữ này. Đấy, không thanh nào nó khắc chữ giống nhau anh em nhá. Đấy. Rồi, mã Q56 120.000 đồng một thanh nhá. Rồi tiếp theo mã Q57 có giá là 180.000 đồng hai thanh nhôm như thế này. Dài là 52,3 cm nhá. Rộng là 6,5 và độ dày là 1 cm nhé. Mã Q57 180.000 đồng hai thanh như thế này. Ở đây có hai thanh này. Tiếp theo mã Q58 có giá là 140.000 đồng một thanh nhé. Đấy, tổng chiều dài ở đây là 64 cm này. Đấy, chiều rộng là 7,5 này và độ dày là 1 cm nhé. Mã Q58 140.000 đồng một thanh như thế này. À, ở đây thì em có một ít tấm mica này. Ở mica mã số 1 có giá 130.000 đồng một tấm nhé. Chiều dài là 65 cm này, rộng 52 cm này và độ dày là 5 mm nhé. Em có số lượng 3 tấm, giá là 130.000 đồng tấm số 1 nhé. Tiếp theo ở đây em có tấm số 2 có giá là 170.000 đồng một tấm nhé. Tấm này dài 70, rộng 66 và độ dày là 5 mm nhé. Giá là 170.000 đồng tấm số 2 này. Đấy, em có một tấm này thôi nhé. Ừ,
Rồi tiếp theo ở đây em có tấm số 4 này. Đấy, tấm số 4 có chiều dài là 70,5 này. Chiều rộng là 56 cm này. Và độ dày là 5 mm nhá. Đấy, mã số 4 có giá là 150.000 đồng một tấm và em có 7 tấm nhá. Rồi tiếp theo ở đây mã số 5 này sẽ có giá là 250.000 đồng một tấm. À, kích thước của nó này, dài là 70,5 này. À xin lỗi nhầm, dài là 88,5 này. Rộng là 70,5 này và độ dày là 5 mm nhá. À, mã này thì em có là 14 tấm. Mã này thì em có 14 tấm nhá. Mã số 5 250.000 đồng một tấm nhá. À, tiếp theo mã số 6 thì em chỉ có 1 tấm nhá. Dài 1m6 này, rộng 45 cm và độ dày là 5 mm nhá. Giá là 280.000 đồng một tấm và em có 1 tấm thôi anh em nhé. Rồi, anh em đang xem video thì cho em xin một nút đăng ký kênh, một nút like và một nút chia sẻ kênh anh em nhé. Video hôm nay thì em xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo anh em nhé.